sếp. Trẻ ơi. Yêu quái, nàng mang đơn đau cho anh vì nàng là yêu quái. Nàng mỗi trái tim anh ra mời bạn về chiêu đãi. Nàng không muốn nói cho anh vì sao? Vì sao bé ơi? Tôi đưa bác siêu chun mà. Sao giống bé của Châu Tinh Trì quá vậy? Còn ai vui thì không nữa. Amazing, good job. Hôm nay sếp ổn không sếp? Tôi ok mà. Mọi người không thấy mùa xuân đã về hả? Mùa xuân hoa nở. Mắc cỡ không em? Rồi bữa nay ốp, bên sếp động kinh. Khoan, dừng chân đứng lại. Mà lại bên nhau. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cho bước cái mạc ra đi. Thôi đừng có bước cái mạc, bước cái cọng ổng kìa. Không, khủng bước bảy, bước bà lòng tài quá. Mọi người vào work đi chứ hả? Work. Cái gì? Work. Yeah, let's go. Begin, begin day, begin today. Ok. Wonderful, beautiful, happy birthday new year. Sống nhăn mà ăn gì trời. Amazing, good job em. Có một người vẫn yêu một người. Ba số 10 cộng lại 30. Ủa, sếp nói gì em hay sếp? Không cần cảm ơn. Máy lạnh mới ok không em? Dạ ok sếp. À, giờ nghỉ trưa sếp cho em hẹn nói chuyện xíu nha. Cô bé này vội vàng quá. Sao, có chuyện gì? Sếp ơi, em có chuyện muốn nói bữa giờ. Có gì thì cứ nói đi. Sếp cho em hỏi, anh Quang có người yêu chưa vậy? Em thích anh Quang bữa giờ á. Mà hở, sếp là người hiểu anh Quang nhất. Sếp là bạn thân của anh Quang nữa nên sếp là mai cho em nha. Em với anh Quang là trời sinh một cặp á. Em đâu có quen như đâu bé. Gặp tao á, tao đổi bự cái quần. Thầy để giúp. Thì đứa quần cho sếp đổi. Muốn gì vậy anh? Đi làm mà xả rác ông à. Đi làm mà gì yêu được. Ngày mai không có về sớm, ở lại tăng ca cũng tất niên. Quá không à. Ông quá đáng yêu, quá đáng yêu. Ai yêu không? Ông đi. Ai hết yêu. Ngon ta đi.